Việc để cho trẻ em trong nhà luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khi vì không đủ sức khỏe, kỹ năng để phòng vệ trước những tình huống xấu. Và trong tình huống ngày hôm nay, điều gì sẽ xảy ra cho cậu bé này đang ở nhà một mình? Trong khi đó, phía trước cửa nhà là hàng loạt xe gắn máy đắt tiền cùng với một người đàn ông đang lấp ló. Đây là hình ảnh được ghi lại bằng camera an ninh của một ngôi nhà. Phía trước ngôi nhà có 4 chiếc xe gắn máy đang được dựng ngay ngắn. Giày dép để khá nhiều ở bậc thềm. Điều này cho thấy trong ngôi nhà đang có khá nhiều người. Một người đàn ông đang đứng tần ngần phía cửa. Anh ta là ai? Một người khách của ngôi nhà này chăng? Thế nhưng hành động lấp ló này cho thấy anh ta dường như chỉ muốn quan sát ngôi nhà qua lớp cửa kính nhiều hơn là bước vào. Một lúc sau, anh ta quyết định mở cửa kính và bước vào ngôi nhà. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, anh ta lao ra khỏi nhà một cách vội vã, leo lên xe và phóng đi thật nhanh. Điều gì đã khiến người đàn ông rời khỏi ngôi nhà một cách vội vã như thế? Đây là hình ảnh của góc camera an ninh phía trong ngôi nhà. Trong nhà không có một người lớn nào đang trong nhà ngoại trừ một cậu bé. Cậu bé thì đang mải mê dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay. Ngay từ khi bước vào, người đàn ông nhanh chóng tiếp cận cậu bé. Người đàn ông lúc này lộ diện mình là một kẻ cướp, khi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại của cậu bé và bỏ chạy thật nhanh về phía cửa. Tình huống diễn ra khá chóng vánh, chỉ trong vòng 15 giây. Cậu bé thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mặc cho tên cướp chạy nhanh về phía cửa. Một lúc sau, em bé này mới hoảng hốt chạy vào phía sau nhà, có lẽ là báo sự việc với người lớn. Còn tên cướp thì đã cao chạy xa bay với chiếc điện thoại di động. Thật đáng sợ khi để trẻ em một mình trong nhà, và đáng sợ hơn khi có kẻ xấu phát hiện ra điều này. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy là tên trộm đã quan sát rất kỹ. Trong cái cửa hàng chỉ có một mình em bé đang ngồi. Đấy, đây là cái trường hợp mà để con nhỏ mà trong nhà nè. Tại vì Thảo nói rồi, thói quen của các ông bố bà mẹ là cũng hay kêu là con ngồi đi chơi nha, rồi thỉnh thoảng lại đưa cho con một cái điện thoại hay là một cái máy tính bảng để cho con ngồi im đó trong nhà. Nhưng mà cái điều này là chúng ta đang giao cho con một cái sự nguy hiểm, bởi vì nếu mà những cái tên trộm, tên cướp hay là kẻ có lòng tham đi ngang mà nhìn thấy như vậy, chắc chắn là sẽ thực hiện hành động xấu ngay. Trong trường hợp này thì chúng tôi thấy là nó còn nhẹ. Trừ giả sử như tên cướp vào bắt cóc đứa bé đó. Hoặc thậm chí là chúng ta thấy những cái chiếc xe đang dựng ở phía cái cửa hàng phía bên ngoài. Mà giả sử tên trộm chỉ cần bẻ khóa một trong những chiếc xe này thì có phải là vừa mất điện thoại, vừa mất xe mà vừa mất con hay không? Đấy, cho nên đây lại là một cái hồi chuông cảnh tỉnh để quý vị phụ huynh đừng nghĩ rằng khi con ngồi ở trong nhà, con cầm cái điện thoại là con sẽ được an toàn. Bây giờ chúng ta cũng thấy nhan nhản cái câu chuyện là bắt cóc trẻ con ở tầm cái độ tuổi này. Cho nên bây giờ để giữ an toàn cho con thì việc chúng ta không những là khóa xe, khóa cổng, không giao tài sản cho con như là điện thoại, iPad, thì ở đó chúng ta còn phải cẩn trọng hơn trong việc quan sát camera nữa, khi mà để trẻ con ở ngay trước sân như vậy.